chùa Đa Bảo. Tiếp đến là mình sẽ đi tới một địa điểm, đó là núi Cô Tiên. Đi vô giữ xe để lên núi Cô Tiên. Đây là địa điểm giữ xe, địa chỉ là 28 Ngô Văn Sở nha các bạn. Đây, các bạn muốn mua nước thì vô cái tiệm tạp hóa này mua để lên đường núi Cô Tiên nha. Chứ lên đó leo núi mà không có cái nước uống là khát nước lắm. Đây các bạn thấy núi không? Giờ phải đi leo núi thôi. Ok, giờ đi qua đường. Nếu mà các bạn thực sự đi leo núi Cô Tiên thì tầm khoảng 3 giờ rưỡi chiều là đi lên trên đây. Bởi vì cái thời điểm đó là cực kỳ mát. Chứ nếu các bạn đi buổi sáng thì nắng lắm. Mặt trời lên giờ nó chói quá. Hôm nay là thực hiện hành trang đi leo núi Cô Tiên. Lên đây mình có thể ngắm được toàn bộ thành phố Nha Trang. Ôi cái đường nó đi khó quá. Lên đây là các bạn chuẩn bị cho mình cái đôi giày leo núi nha. Đừng có mang giày cao gót mà đi lên đây nha. Đảm bảo các bạn không đi được. Bởi vì chỗ này là giống như là đi rừng vậy đó. Hơi cây cối nè. Các bạn thấy bây giờ là buổi chiều nè, cho nên là mặt trời khuất sau núi rồi.
nó làm mát hơn. Chứ còn nếu mà buổi sáng á, buổi sáng đi á, nếu mà buổi sáng thì nó sẽ ánh nắng mặt trời từ phía dưới nó rọi lên. Thì nếu mà các bạn đi buổi sáng nha, thì ánh nắng mặt trời nó ở phía dưới, phía đằng đông chiếu lên cực kỳ nóng luôn. Và hôm nay thời tiết khá là tuyệt vời để mình ngắm cảnh núi Cô Tiên và ngắm cảnh thành phố Nha Trang. Bây giờ mình đã lên tới chặng đường này rồi. Các bạn có thấy một cái đường dây dẫn lên đây không? Cột vô hai gốc cây. Mình sẽ nắm hai cái sợi dây này mình đeo đi lên ha. Không leo được thì bò nha. Đây bây giờ nắm leo lên nè. Cảm thấy quá là khó khăn. Nhưng mà vì cái đẹp, vì ngắm cảnh và mình phải bất chấp mà đi lên. Đây nè các bạn. Rồi mình đi lên đây. Cố lên. Cố lên. Ai mà thích mạo hiểm thì hãy chọn cái địa điểm núi Cô Tiên này nha. Oh yeah, cuối cùng mình cũng đã lên. Đây. Phía dưới chị Son đang đu, đu từ ở dưới đu lên. Đứng đây mát quá các bạn ơi. Nhìn được biển nè, Vịnh Nha Trang. Theo dự kiến, mình leo lên núi Cô Tiên mất hơn nửa tiếng. Lúc nãy mình đi là 3 giờ. Bây giờ mà hiện tại bây giờ mình lên đây là mất 10 phút rồi đó các bạn. Mới được cân 1/3 đường thôi. Hướng nào? Coi chừng lên đây lạc đường đó nha. Núi không à, đâu biết nữa đi à. Đây là đường đi lên. Đá và sỏi. Cát thì không có. Đây này các bạn. Mình đang ngồi dưới thấp nha. Bên dưới là phía trên á. Cao quá, giờ phải chuẩn bị bước lên. Ơi, quay cho các bạn xem. Nhìn thấy cảnh núi non, nhà cửa và đất đai. Cảm giác là coi như là muốn ở trên đây luôn, thưởng thụ cảnh gió ở trên đây chứ không muốn xuống dưới nữa. Ở trên đây khá là yên tĩnh, mát mẻ. Xuống dưới đường phố xe cộ ồn ào á. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại là mình đang ngồi ở một cái vị trí cũng tương đối là cao. Ở đây là mình có thể cảm nhận được không khí. Thứ nhất là không khí ở núi, cái thứ hai là gió biển lên. Đây các bạn, bây giờ mình có thể nhìn được biển Nha Trang. Và cái đoạn này là về phía bắc Nha Trang. Tại vì lúc bắt đầu mình đi là mình chưa có sắp xếp. Tại vì mình đi là đi ngẫu hứng, cho nên là đi nửa đường nó rất là mệt. Lần sau là mình sẽ sắp xếp một cái tour hẳn hoi luôn, để mình đi picnic nguyên một ngày
mình có thể lên được đỉnh của núi Cô Tiên, lúc đó mình có thể chiêm ngưỡng được những cảnh đẹp ở đó. Chứ hiện tại là lên đây đuối quá cho nên là không thể nào mà mình đi được. Vì vậy khi mà các bạn muốn đi du lịch và đặc biệt là khám phá núi Cô Tiên, các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái hành trình đi du lịch, đi picnic nguyên một ngày ha, một ngày, ít nhất là một ngày ha. Nếu mà các bạn có nhiều thời gian hơn nữa thì có thể đi 2 ngày 1 đêm để tận hưởng những cảnh đẹp tại núi Cô Tiên này. Thứ nhất là cảnh đẹp vào buổi sáng sớm, cái thứ hai là cảnh lúc chiều tà và lúc hoàng hôn. Nói chung là những cái khoảnh khắc nguyên một ngày thì các bạn có thể nắm bắt được tại núi Cô Tiên. Và ở núi Cô Tiên thì chúng ta có thể nhìn được toàn bộ thành phố Nha Trang về đêm, cực kỳ đẹp nha các bạn. Cho nên là mình khuyên các bạn nếu mà đi núi Cô Tiên thì hãy chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng để bắt đầu một chuyến đi thú vị và có nhiều niềm vui hơn. Chứ đừng đi như mình là ngẫu hứng thì sẽ không thấy vui và chỉ thấy mệt thôi. Và đây là những hình ảnh sơ bộ thôi, dạng như là review về cảnh núi Cô Tiên thôi. Lần sau mình sẽ sắp xếp một ngày để đi picnic tại núi Cô Tiên và chia sẻ cho các bạn kỹ lưỡng hơn về phong cảnh vẻ đẹp ở núi Cô Tiên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh Nha Trang Life. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.